Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Quý vị thân mến, mới đây, dư luận không khỏi xôn xao trước vụ việc một phó tránh án Tòa án Nhân dân huyện Cam Lộ ở Quảng Trị bất ngờ bị một đối tượng xông vào phòng làm việc và đâm trọng thương. Đối tượng vừa bị vị phó tránh án trên tuyên án 3 năm tù vì tông người tử vong rồi bỏ chạy. Theo luật sư, hành vi tấn công, đâm trọng thương phó tranh án Tòa án Nhân dân huyện Cam Lộ là nguy hiểm cho xã hội, có thể bị xử lý hình sự về tội giết người. Mức án nào đối với kẻ đâm phó tranh án Tòa án Nhân dân huyện Cam Lộ? Ngày 3 tháng 5, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, đối tượng gây án là Trần Văn Tuân, sinh năm 1973, trú tại Hương Hồ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo đó, khoảng 14 giờ 45 ngày mùng 2 tháng 5, ông Nguyễn Văn Quý, phó tranh án tòa án nhân dân huyện Cam Lộ đang nghiên cứu hồ sơ tại phòng làm việc. Lúc này, Trần Văn Tuân xông thẳng vào phòng, dùng kéo sắc nhọn tấn công vào người ông Quý. Sau khi gây án, Trần Văn Tuân đã bị cán bộ tòa án cùng công an huyện Cam Lộ bắt giữ. Ông Quý được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, trưởng văn phòng luật sư kết nối, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, trong vụ việc này, có thể hành vi của đối tượng rất côn đồ, manh động, thể hiện ý thức coi thường pháp luật. Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ nhân thân lý lịch của đối tượng, làm rõ nguyên nhân, động cơ sự việc để xử lý theo quy định của pháp luật. Theo đó, hành vi tấn công, đâm trọng thương phó tranh án Tòa án Nhân dân huyện Cam Lộ là hành vi nguy hiểm cho xã hội đối tượng thực hiện hành vi có thể bị xử lý hình sự theo quy định tại Điều 123 Bộ Luật Hình Sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Mức phạt cao nhất lên đến 20 năm tù, tù trung thân hoặc tử hình. Mức phạt sẽ còn căn cứ vào nhân thân của đối tượng và các tình tiết khác của vụ án. Đây là vụ việc đáng báo động nên đòi hỏi cần phải tăng cường công tác an ninh, bảo vệ tại các cơ quan nhà nước, cần có các biện pháp kiểm soát ra vào nghiêm ngặt để tránh những vụ việc đáng tiếc như trên có thể xảy ra. Lời khai của nghi phạm đâm phó tránh tòa án huyện ở Quảng Trị Trần Văn Tuân là đương sự trong vụ án vi phạm quy định giao thông đường bộ xảy ra sáng 11 tháng 6 năm 2023. Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 6 giờ 40 ngày 11 tháng 6 năm 2023, Trần Văn Tuân điều khiển xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 75H01355 kéo theo rô móc tải biển kiểm soát 75R00723 đi trên quốc lộ 9 nối dài tránh Bắc thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị hướng từ ngã tư sòng thuộc xã Thanh An, huyện Cam Lộ lên thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa. Đến khoảng 7 giờ 10 cùng ngày, khi gần đến ngã ba giao nhau giữa quốc lộ 9 nối dài này với quốc lộ 9, thấy có tín hiệu đèn đỏ nên tuân điều khiển xe ô tô chạy chậm dần, bật xi nhan phải và canh thời gian đèn xanh để không phải dừng xe lại. Lúc này, Tuân thấy ở phía trước bên phải có một xe mô tô biển kiểm soát 74F20260 do bà Nguyễn Thị Lợi, sinh năm 1955, chú thôn Bích Giang, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ điều khiển, đang dừng chờ đèn đỏ. Khi đèn chuyển sang xanh, Tuân điều khiển xe ô tô chuyển hướng dần qua phải, nhưng chỉ tập trung nhìn vào gương chiếu hậu bên trái, không quan sát về phía bên phải, nên không thấy xe mô tô của bà Lợi đang chạy bên phải tiến thẳng về phía trước. Hậu quả, xe ô tô do Tuân điều khiển đã va chạm với xe mô tô của bà Lợi, khiến nạn nhân cùng xe ngã ra đường, bánh trước bên phải đầu xe ô tô đè lan qua phần sau của xe mô tô. Lốp ngoài cùng bên phải của dàn lốp thứ hai đè lan qua người bà Lợi, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Cũng theo hồ sơ vụ án, sau khi va chạm, dù biết rõ đã tông phải gì đó, nhưng Tuân tiếp tục điều khiển xe ô tô rẽ phải vào quốc lộ 9 lên hướng thị trấn Lao Bảo. Lúc này, anh Trần Khánh Long, sinh năm 1982, chú thôn Quật Giá, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, đang đứng nghe điện thoại trước quán cà phê Vườn Hồng, cách vị trí xảy ra tai nạn khoảng 3 mét. Chứng kiến toàn bộ vụ tai nạn, nên anh Long vẫy tay ra hiệu cho xe ô tô của Tuân biết. Xong, Tuân vẫn điều khiển xe ô tô rời khỏi hiện trường vụ tai nạn. Thấy vậy, có hai thanh niên khác đang ngồi uống cà phê tại quán trên, điều khiển xe mô tô đuổi theo xe của Tuân. Đoạn đến km 13 240 trên quốc lộ 9, hai thanh niên này vượt lên được ngang vị trí đầu xe ô tô của đối tượng nên buộc đối tượng phải dừng lại. Ngày 19 tháng 12 năm 2023, Tòa án Nhân dân huyện Cam Lộ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Văn Tuân về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, áp dụng điểm C khoản 2, điều 260, điểm B khoản 1, khoản 2, điều 51 và điều 38 của Bộ Luật Hình sự, xử phạt bị cáo này 3 năm tù giam về tội danh trên. Chủ tọa phiên tòa là ông Nguyễn Văn Quý, phó tranh án Tòa án Nhân dân huyện Cam Lộ. Sau 10 ngày kể từ khi Tòa án Nhân dân huyện Cam Lộ ra bản án, ngày 29 tháng 12 năm 2023, bị cáo Trần Văn Tuân kháng cáo xin được hưởng án treo với lý do hoàn cảnh gia đình của bị cáo khó khăn, đã ly hôn và đang nuôi hai con nhỏ. Ngày 26 tháng 3 năm 2024, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án này. Tại tòa, đại diện gia đình bị hại cho rằng, mặc dù đã có đơn xin giảm nhẹ mức hình phạt đối với bị cáo Trần Văn Tuân, nhưng bị cáo này không thành thật khai báo, không ăn năn hối cải nên đề nghị hội đồng xét xử giữ nguyên bản án sơ thẩm. Sau khi xem xét toàn bộ diễn biến của sự việc, tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị giữ nguyên bản án kể trên, tuyên phạt bị cáo này 3 năm tù giam. Sau đó, tòa án nhân dân huyện Cam lộ ủy thác cho tòa án nhân dân thành phố Huế thi hành án với Trần Văn Tuân. Tuy nhiên khi bản án chưa được thi hành, chiều mùng 2 tháng 5, ông Tuân đến trụ sở Tòa án Nhân dân huyện Cam Lộ vào phòng ông Quý và dùng kéo gây thương tích cho phó tranh án Tòa án Nhân dân huyện Cam Lộ. Tại cơ quan chức năng, đối tượng Tuân khai nhận do bức xúc vì mong muốn được hưởng án treo nhưng bản án vẫn giữ nguyên nên ngày mùng 2 tháng 5, đối tượng này đã đi từ Huế ra Tòa án Nhân dân huyện Cam Lộ xin vào gặp ông Nguyễn Văn Quý tại đây trần văn tuân đã dùng hung khí tấn công ông quý trọng thương sau khi gây án nghi phạm bị khống chế đưa về trụ sở công an huyện cam lộ để làm việc lấy lời khai Liên quan đến sức khỏe của ông Nguyễn Văn Quý, lãnh đạo huyện Cam Lộ cho biết, sau khi bị tấn công, ông Quý được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị với nhiều vết thương vùng bụng, hông, bả vai. Sau khi được phẫu thuật, sức khỏe ông Quý ổn định, hiện đang nằm điều trị ở khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Lãnh đạo Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Trị nói về vụ phó tranh án huyện Cam Lộ bị đâm trọng thương. Liên quan đến vụ việc, một lãnh đạo Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, về nguyên tắc khi án phúc thẩm tuyên xong thì có hiệu lực ngay lực lượng chức năng sẽ bắt giữ bị cáo tại tòa để thực hiện thi hành án tuy nhiên một số trường hợp có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn là lao động duy nhất thì chưa bắt mà chờ có bản án quyết định thi hành án thì mới thực hiện việc thi hành lãnh đạo tòa án nhân dân tỉnh quảng trị nói cụ thể bị cáo tuân có hoàn cảnh khó khăn đã ly hôn vợ nuôi hai con nhỏ vì lý do nhân đạo nhân văn nên hội đồng xét xử phúc thẩm cho bị cáo tự nguyện thực hiện thi hành án đang trong khoảng thời gian bị cáo phải tự nguyện thi hành án thì xảy ra sự việc Cụ thể, theo quy định, thời gian sau khi tòa án nhân dân tuyên án thì trong 15 ngày sẽ ban hành bản án. Sau khi ban hành thì bộ phận thi hành án có quyết định ủy thác cho tòa án nhân dân cung cấp, cụ thể là tòa án nhân dân thành phố Huế vì bị cáo ở thành phố Huế để thi hành. Sau khi tòa án cung cấp nhận được ủy thác thì sẽ ban hành một quyết định thi hành hình phạt tù, triệu tập người bị kết án trong vòng 7 ngày nhận được quyết định phải sắp xếp đến cơ quan tự nguyện thực hiện thi hành án lãnh đạo Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Trị nói. Tòa án Nhân dân huyện Cam Lộ đã ủy thác cho Tòa án Nhân dân thành phố Huế để thi hành. Có thể trước thời điểm bị cáo thực hiện thi hành án, do thu ghét thẩm phán, cho rằng bị xử nặng nên bị cáo đã hành xử như vậy về việc bị cáo kháng cáo lên Tòa án Nhân dân tỉnh vì cho rằng bản án sơ thẩm nặng, thì lãnh đạo Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, theo hồ sơ vụ án và quá trình xét xử, bị cáo Tuân gây tai nạn là một người tử vong, nhưng gây tai nạn xong đã bỏ chạy đến khi người dân đuổi theo khá dài mới chịu dừng lại. Tình tiết gây tai nạn xong rồi bỏ trốn cho nên bị xét xử ở khung khởi điểm từ 3 năm tù trở lên tất cả những tin tức mới nhất của vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo